Bánh chuối chiên, bánh khoai là những món ăn khoái khẩu của nhiều người. Màu sắc bắt mắt, ăn vào giòn rụm, hương vị đậm đà. Thế nhưng, đây là những chảo dầu mỡ dùng để chế biến ra những món ăn vặt này. Chưa biết nguồn gốc của những loại dầu mỡ này ở đâu, có đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hay không. Nhưng những chảo mỡ đã chuyển sang màu nâu cánh gián này được sử dụng từng ngày này qua ngày khác để chiên hàng trăm chiếc bánh mỗi ngày. Khách hàng vô tư thưởng thức, người bán vô tư chế biến. Và hầu như chẳng ai quan tâm rằng dầu mỡ dùng để chiên bánh có sản sinh ra các độc tố gì gây hại cho người sử dụng hay không. Trong khi đó, theo các chuyên gia dinh dưỡng, đây là thói quen sai lầm đầu tiên khiến sản sinh trans fat gây ung thư. Chất béo trans fat hay người ta còn gọi là chất béo thể đồng phân, tức là cái chất béo này thường nó là sinh ra do mà quá trình chế biến chất béo ở nhiệt độ cao, và nhất là những cái trường hợp người ta chiên đi hay là rán đi rán lại nhiều lần á. Thế trong tự nhiên thì nó cũng có một chút, ví dụ như trong sữa các động vật thì cũng có một chút, thì nó cũng ở mức thấp thì vẫn an toàn. Nhưng chúng ta ngại nhất là ở trong các cái thực phẩm mà nhiều chất béo chế biến nhiều lần, sử dụng chất béo quay vòng nhiều lần thì nó sinh ra cái chất béo thể đồng phân nhiều. Trong cuộc sống hàng ngày thì nhất là ví dụ như này, chúng ta mà nhìn những cái chảo chất béo mà người ta rán bánh, rán củi, rán khoai chẳng hạn, thì các bạn mà nhìn cái chất béo nó chuyển sang màu cánh gián hay càng sẫm màu thì càng nhiều chất béo thể đồng phân. Đó là những món ăn ở đường phố, nơi nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn được chúng ta nhắc đến thường xuyên. Còn ở trong căn bếp của nhiều gia đình, nơi nhiều người vẫn cho rằng thức ăn tự tay mình chế biến chắc chắn sẽ an toàn, thì vẫn có những thói quen sai lầm khiến thực phẩm bị biến chất, gây ra những hậu quả cho sức khỏe. Cả gia đình có sở thích ăn đồ chiên, xào, nên các món ăn trong thực đơn hàng ngày của bà Mai đều là những món ăn phải sử dụng nhiều dầu mỡ. Từ xúc xích rán đến chả cá chiên, rau củ xào. Để món ăn có màu đẹp, chiên được vàng giòn, bà Mai có thói quen dùng nhiều dầu mỡ, đổ ngập dầu. Nhưng để tiết kiệm, chỗ dầu mỡ sau khi chiên, rán xong, bà thường để lại, cất vào ngăn mát tủ lạnh và đem ra sử dụng trong những lần nấu ăn sau đó. Thói quen này đã duy trì vài năm nay và chưa bao giờ bà nghĩ rằng nó có thể gây ra những tác hại cho sức khỏe. Và bà không hề biết, nấu ăn chiên đi chiên lại nhiều lần có thể sản sinh ra trans fat gây ung thư. Ông cô cần bật cái đèn lên sáng thôi. Không,
Thì tôi vẫn cứ dán đi dán lại cũng không thấy, khi mà ăn thì chả thấy vấn đề gì cả. Mà tôi cảm thấy là nó cũng tiết kiệm được một ít chi phí trong gia đình. Đấy, mà khi dán xong là tôi cũng lại cất đi. Tôi cũng chiên đi chiên lại 2-3 lần thì tôi cảm thấy nó chả có cái gì cả. Ăn nó vẫn như thế. Ngay cả gia đình chúng ta lại dùng, ví dụ chúng ta dùng dầu hoặc mỡ để chúng ta rán, thế sau khi chúng ta rán chúng lại tiếc, chúng ta lại để lại, bữa sau chúng ta lại rán tiếp ấy, thì dần dần nó sẽ sinh ra nhiều chất béo thể đồng phân. Rồi trong những món ăn công nghiệp chế biến ở nhiệt độ cao cũng có thể có sinh ra, nhưng cũng tùy theo mức độ sản phẩm. Ví dụ như trong bánh nướng, bánh rán, bánh quy, trong quẩy, trong miến điền thì cũng có, thì tùy theo cái quy trình công nghệ mà nó sẽ có cái nồng độ khác nhau. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, sau khi nấu ở nhiệt độ cao trong thời gian dài, trong dầu ăn rất dễ sản sinh ra trans, một chất có hại cho sức khỏe. Aldehyde, fatty acid oxide, những chất này khi đi vào cơ thể sẽ phá hủy các men tiêu hóa, làm khó tiêu, đau bụng, tiêu chảy, các bệnh lý tim mạch, ung thư. Dầu ăn chiên đi chiên lại cũng làm giảm giá trị của dầu, phá hủy các vitamin có trong dầu, đồng thời những cặn thực phẩm bị cháy trong quá trình chiên rán còn đọng lại trong dầu đã qua sử dụng mà mắt thường không nhìn thấy cũng là một tác nhân gây hại cho sức khỏe người sử dụng. Đặc biệt, dầu ăn khi đun nóng trên 180 độ C sẽ khiến dầu biến chất, sinh ra các chất độc hại. Cụ thể, khi đun nấu ở nhiệt độ cao, các chất axit béo trong dầu thực vật sẽ bị rối loạn cấu trúc tế bào, có thể gây đột biến gen. Chúng có thể tạo ra các amin sinh vật, dẫn đến nguy cơ gây ung thư, đặc biệt là ung thư trực tràng, ung thư gan, phổi, vú. Ngoài ra, chúng còn có nguy cơ làm giảm miễn dịch của cơ thể do làm dư thừa lipid. Vì dầu ăn như vậy, chúng ta thấy biết khi mà chế biến ở nhiệt độ cao thì những cái cầu nối đôi ấy, nó bị gãy và nó bị biến tính của cái phân tử chất béo đi, và nó sinh ra một cái dạng chất béo khác mà người ta gọi là chất béo thể đồng phân. Chất béo này nếu mà chúng ta sử dụng nhiều thường xuyên thì nó không tốt cho tế bào cơ thể, bởi vì thường những cái nghiên cứu người ta được biết chất béo trans, còn gọi là axit béo trans, là một loại chất béo không bão hòa được tìm thấy trong các loại thực phẩm như bánh quy giòn, bánh vòng, vỏ bánh, pizza đông lạnh và bơ thực vật. Một lượng nhỏ chất béo trans cũng có thể được tìm thấy tự nhiên trong các sản phẩm thịt và sữa. Đặc biệt trong quá trình chế biến thực phẩm, việc sử dụng dầu mỡ chiên đi chiên lại nhiều lần, chiên xào ở nhiệt độ cao sẽ làm sản sinh trans fat gây ung thư. Đứng về mặt dinh dưỡng, khoa học dinh dưỡng thì chúng ta nên tiêu thụ ít nhất có thể những cái chất béo thể đồng phân này. Tức là chúng ta thấy trong gia đình, ví dụ tôi khuyên là các bạn chế biến cho dầu mỡ vừa phải thôi. Bạn chế biến chúng ta rán một lần, các phần còn lại thì chúng ta đổ đi. Hay là những cái món ăn mà chúng ta thấy là bán đường phố thì đương nhiên là phải giáo dục cái người bán thức ăn đường phố, tức là người ta dùng dầu mỡ, người ta chỉ dùng chất béo đấy, thường người ta dùng một lần, mà 2 lần là thôi thì chúng ta bỏ đi, chứ đừng có cho thoải mái xong đun ở nhiệt độ cao chúng ta lại dùng hết ngày này sang ngày khác thì đương nhiên nó sẽ sinh ra nhiều. Trans fat là loại chất béo nguy hiểm nhất trong nhóm các chất béo gây hại.
Chất béo này khi thâm nhập vào cơ thể sẽ gây đông đặc máu và tạo ra những mảng tiểu cầu dạng mỡ bám vào thành mạch, dần dần bịt kín thành mạch, khiến cho máu không lưu thông được, gây tắc nghẽn và từ đó dẫn đến nguy cơ đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, tràn phát làm tăng nguy cơ mỡ trong máu, đau tim và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới cũng khuyến cáo người dân. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, tràn phát làm tăng nguy cơ mỡ trong máu, đau tim và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo người dân chỉ tiêu thụ tràn phát dưới 1% lượng calo cần thiết mỗi bữa để phòng bệnh tim mạch. Nếu nhu cầu năng lượng của người trưởng thành là 2.000 kcal mỗi ngày, thì tràn phát nên dưới 20 calo, khoảng 2 gram.